bạn đã quay trở lại với kênh Góc Bếp Nhỏ. Là những bà nội trợ thông thái, chúng ta không chỉ bổ sung cho mình những kiến thức để làm kem, chè cho người thân gia đình mình ăn mà còn có những công thức để làm sữa cung cấp chất dinh dưỡng. Hôm nay kênh Góc Bếp Nhỏ xin chia sẻ tới các bạn cách làm sữa ngô non thơm ngon hấp dẫn. Sữa ngô non là đồ uống rất giàu chất dinh dưỡng. Mỗi sáng mai thức dậy mà có một ly sữa ngô non uống thì thật là tuyệt vời, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ chúng mình. Với mùi thơm và vị béo ngậy của sữa ngô non thì không ai có thể cưỡng lại được. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn làm món sữa ngô non này nhé. Nguyên liệu của món sữa ngô non thì gồm có 2 bắp ngô non. Các bạn chọn được ngô nếp thì càng tốt nhé. Thứ hai là sữa tươi, mình chọn loại sữa tươi Mộc Châu 110 ml thôi. Và thứ ba là đường. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình dây để lọc và máy xay sinh tố nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào làm món sữa ngô non thôi. Đầu tiên, ngô thì các bạn bóc vỏ. Bóc sạch vỏ và râu. Vỏ thì các bạn rửa sạch và buộc lại như này. Còn râu râu ngô thì các bạn cũng rửa sạch và buộc lại. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi nước nhé. Sau đấy các bạn cho vỏ ngô và râu ngô vào luộc. Bây giờ chúng ta sẽ gọt ngô nhé. Các bạn cắt hết ngô, hạt ngô vào và đĩa. Ngô mình mua ngô non, thái rất là dễ luôn. Xong rồi thì cái nó ngôi như này, các bạn đừng có vứt nhé. Mình cho vào nồi lá luộc để mình luộc cùng. Các bạn cho vào luộc cùng cho nó ra nước khô, rất là thơm luôn. Khi nồi nước sôi được tầm 10 phút rồi thì các bạn tắt bếp. Sau đấy để nguội để mình dùng nước để mình xay cùng với lại hạt ngô nhé. Các bạn vớt lá và râu ngô ra, chúng ta sẽ có nước luộc có màu vàng như này. Các bạn để nguội nhé. Nước có màu vàng rất đẹp và rất thơm. Các bạn có thể để trước quạt cho nó nhanh nguội nhé. Bây giờ mình sẽ cho hạt ngô vào trong máy xay sinh tố để xay nhé.
đích mình muốn để nước nguội để khi mình xay nó đỡ hại máy xay sinh tố của mình nhé. Khi cho nồi sữa ngô lên đun sôi thì các bạn cho vào một ít đường nhé. Một bát con đường ấy. Tiếp theo các bạn cho nguyên một hộp sữa tươi mình chuẩn bị sẵn vào. Sau đây các bạn quấy đều lên. Các bạn cho nồi sữa ngô lên bếp, sau đấy đun sôi lên nhé. Trong khi đun sôi thì các bạn nhớ quấy đều lên cho bột của ngô nó không đọng lại dưới đáy nồi nhé. Mình chọn đây là ngô nếp non nên nó có màu trắng sữa như này. Còn nếu các bạn muốn có màu vàng thì các bạn chọn ngô nếp tẻ nó sẽ có màu vàng đấy. Các bạn đun cho đến khi sữa ngô của mình nó sôi lên là được. Các bạn nên nếm sao cho nước của sữa ngô nó vừa miệng của mình nhé. Nhiều người làm thì sẽ cho sữa đặc, nhưng mà mình không thích vị của sữa đặc mà mình thích vị mùi thơm của sữa tươi hơn nên là mình cho sữa tươi. Các bạn cho sữa đặc thì cái nước sữa ngô của mình nó sẽ đặc hơn đó. Các bạn có thể lựa chọn hai cách nhé. Nồi sữa ngô của mình chuẩn bị sôi rồi. Các bạn thấy này, nước nó đã sánh đặc hơn rồi. Các bạn nhớ đảo đều nhá, cho bột ngô không lắng xuống dưới là nó sẽ bị cháy đấy.
bạn thấy không? Nước nó đặc hơn này, đặc sệt hơn rồi này. Và cái bột ngô của mình nó đã chín đấy. Mình đun đến khi nước sữa ngô của mình nó sôi lên là được nhé, để các bạn tắt bếp luôn. Vậy là nồi sữa ngô của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Nước ngô rất đặc và sánh mịn. Vậy là sau chưa đầy 20 phút mình đã có một khoảng 1 lít sữa ngô thơm ngon sánh mịn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra cốc và thưởng thức nhé. Sữa ngô này các bạn có thể uống nóng hoặc là bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và mình dùng dần cũng được nhé. Uống nóng hay là uống lạnh đều rất là tốt, rất là ngon. Sữa ngô cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thay vì đi mua ở ngoài hàng thì các bạn hãy tự tay làm cho gia đình, người thân mình những cốc sữa ngô thơm ngon nhé. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công.